Thưa quý vị, thành phố Vũng Tàu đặt mục tiêu đón 250.000 lượt du khách dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới. Khách đến, lưu lại và rời đi phải an toàn, hài lòng, không bị cản trở bởi tình trạng kẹt xe. Đó là chỉ đạo của lãnh đạo thành phố đối với các ngành chức năng và các địa phương ven biển. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, hiện tín hiệu mua phòng dịch vụ cho lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đang rất khả quan. Thành phố dự kiến đón 250.000 du khách, thậm chí có thể lên đến 300.000 lượt trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ này. Khách đến đông, lượng phương tiện lưu thông tất yếu sẽ tăng cao. Cao điểm có thể sẽ có hơn 50.000 lượt ô tô xe máy vào địa bàn. Do đó, các điểm thường xuyên kẹt xe đã được ngành chức năng thành phố xác định gồm khu vực ngã ba Thụy Vân – Hoàng Hoa Thám, Thụy Vân – Phó Đức Chính, Phan Trang Trị – La Văn Cầu, đường Hải Đăng – Quang Trung – Bãi Dứa – Trần Phú, đoạn trước các dựa nhà hàng hải sản Thích Ca Phật Đài. Tại các điểm nóng trên, ngành chức năng đã lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đậu. Đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố sẽ thành lập 3 tổ công tác tuần tra kiểm soát tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở dịch vụ, phối hợp với các tổ công tác tại chỗ của các phường điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc, nhắc nhở những trường hợp đậu xe không chấp hành theo biển báo đã lắp đặt. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định. Thành phố cũng bố trí các bãi đậu xe tạm giúp du khách an tâm đến Vũng Tàu du lịch. Ngoài 22 bãi đậu xe tạm hiện hữu, Phòng Quản lý Đô thị thành phố sẽ bố trí thêm 15 bãi đậu xe tạm, tận dụng trụ sở trường học, cơ quan, đất công được mở tập trung tại bãi sau, bãi trước, bãi dứa. Hiện Phòng Quản lý Đô thị đã cập nhật vị trí các bãi đậu xe tạm và hệ thống nhà vệ sinh công cộng toàn thành phố vào bản đồ Google Maps. Người dân và du khách có thể tra cứu thông tin để tìm kiếm bãi đậu xe và nhà vệ sinh gần nhất.